Hôm nay chúng ta sẽ inbox một mẫu kính ngay băng và điều đặc biệt ở trong chiếc kính này chính là cặp chồng của nó. Cùng mình xem hết video để xem có gì đặc biệt ở cặp chồng 18 triệu này nhé. Sau khi khách đến shop và được tư vấn thì khách hàng đã chọn và tin dùng đa chồng thuộc dòng Varilux Piso 3.0. Có thể nói Varilux Piso 3.0 là dòng chồng cải thiện cao cấp cho mọi vấn đề của mắt, kể cả khi di chuyển, tận hưởng thị lực nhạy bén. Thêm chức năng đổi màu thuận tiện cho việc sinh hoạt hàng ngày, đổi màu theo cường độ ánh sáng nhạy bén ở môi trường có tia UV. Là chồng chính hãng nên sẽ có bao bì đầy đủ và thông tin của khách hàng trên thẻ bảo hành quốc tế. Không chỉ là đa chồng mà Liên Sơn còn rất nhiều những dòng chồng thế hệ mới tiên tiến nhất. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hãy liên hệ với shop ngay nhé.